liền không liên lạc được. Con chào bố. Cô Tùng, ai đưa con đến đây? Con đi một mình, con nhớ bố. Nhưng mà sao trông bố buồn và ủ rũ thế? Chỉ là bố đang có chút chuyện buồn thôi. Buồn thì bố cũng phải tươi tắn, mạnh mẽ lên chứ. Mẹ con bảo thế. Mẹ. Con chào bà. Bà có khỏe không ạ? Con nhà ai mà lém lỉnh thế hả con? Dạ, đây là con của Mai mẹ. Bà ơi, chút nữa bà cho cháu ăn cơm. Ăn xong cháu sẽ rửa bát rồi lên dọn phòng cho bố Tuấn. Bà đồng ý. Con, mấy bữa nay con có gặp mẹ bé không con? Dạ, không ạ. Mai có người yêu làm đại gia rồi mẹ. Con gọi điện hay nhắn tin cô ấy đều không trả lời. Mẹ con giả vừa có người yêu đấy. Ngày nào cũng vào Facebook của bố xem ảnh rồi khóc sưng hết cả mắt. Đi thôi con. Sao Mai lại lừa dối Tuấn là Mai đã có bồ? Mai còn yêu Tuấn đúng không? Bé Tùng đã kể hết cho Tuấn nghe rồi. Mẹ Tuấn cấm Mai không được gặp Tuấn. Mà Mai cũng muốn như vậy. Vì nếu Tuấn cứ tiếp tục tìm gặp Mai, Mai cũng không đủ sức để dừng lại. Mẹ. Mẹ. Xin mẹ hãy ủng hộ tình yêu của bọn con. Nếu như mẹ không đồng ý, chúng con vẫn quyết đến với nhau mẹ. Thôi được rồi. Trời cũng chịu đất thì đất chịu trời vậy. Anh chị về chuẩn bị vào đám cưới đi. Tùng, sang đây với bà nội con. Bà ơi, chuyện này chúng ta là người một nhà bà nhỉ? Chà, bố anh ngoan lắm. Hai cái đứa dở hơi kia, bố không cho nó về với nhau thì không được, đúng không? Chúng con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ ạ.